chào mừng quý vị đang đến với kênh vn youtuber thưa quý vị trong một bài viết mới đây tờ sohu nói rằng trong xung đột quân sự và địa chính trị những năm gần đây biểu hiện của quân đội nga và những thách thức mà họ phải đối mặt đã cung cấp cho thế giới những bài học lớn trung quốc là nước có sức mạnh quân sự chỉ đứng sau mỹ nên khi xây dựng chiến lược quốc phòng an ninh cho tương lai cần phải rút kinh nghiệm từ các bài học của nga trong đó có ba bài học lớn gồm đừng dựa hoàn toàn vào tên lửa đừng coi thường mỹ và đừng tâm từ thủ nhuyễn đầu tiên là đừng dựa vào tên lửa trong hành động quân sự của quân đội nga đã cho thấy năng lực triển khai tên lửa mạnh mẽ từ tên lửa chống tăng ở cấp chiến thuật đến tên lửa đạn đạo vượt châu lục ở cấp chiến lược sự phụ thuộc vào tên lửa này cho thấy nga chú trọng vào năng lực tấn công nhanh trong chiến tranh hiện đại tuy nhiên sự phụ thuộc quá mức vào tên lửa chiến thuật cũng bộc lộ ra những chỗ yếu kém bạc nhược của quân nga trong các lĩnh vực quân sự khác đặc biệt là sức chiến đấu trên bộ thông thường, sự yểm hộ trên không và bảo đảm hậu cần. Do kết cấu đơn nhất cho nên khi Nga đối mặt với hành động quân sự tổng hợp đã gặp các thách thức về chiến thuật và chiến lược. Đối với Trung Quốc, bài học này có nghĩa là trong khi theo đuổi kỹ thuật tên lửa cao cấp cũng cần phải cân bằng phát triển các năng lực tác chiến tổng hợp, nên tăng cường cải tạo hiện đại hóa không quân và hải quân, nâng cao năng lực phản ứng nhanh và khả năng tấn công tầm xa đồng thời cũng không nên xem thường việc xây dựng cơ giới hóa và thông tin hóa cho lục quân, bảo đảm trong tác chiến mọi môi trường có thể duy trì sức chiến đấu cao và tính linh hoạt. Bài học thứ hai là đừng coi thường Mỹ. Trong hành động quân sự của Nga, có thể đã đánh giá thấp thực lực quân sự và tốc độ phản ứng với xung đột của Mỹ và các đồng minh của nó. Sự sai lầm sách lược này dẫn tới một loạt thách thức trong xung đột thực tế Mỹ và các đồng minh không chỉ có trang bị quân sự tiên tiến về chiến thuật mà trong các lĩnh vực chiến tranh mới như chiến tranh thông tin, chiến tranh mạng xã hội cho đến tác chiến đặc chủng đều có những ưu thế. Ngoài ra, sự hiện diện quân sự toàn cầu của Mỹ cùng với hệ thống các nước đồng minh đã cung cấp cho họ năng lực tiến hành hoạt động quân sự đồng thời ở nhiều khu vực. Điểm này không nên xem thường. Trung Quốc cần nhận thức rõ ràng rằng cuộc xung đột tiềm năng nào với Mỹ và các đồng minh của nó cũng đều phức tạp và nhiều góc độ, cần xem xét đầy đủ thực lực quân sự Mỹ, năng lực sáng tạo kỹ thuật và bố cục chiến lược của họ. Bởi vậy, sách lược quân sự Trung Quốc không chỉ cần chú trọng cân bằng toàn diện an ninh truyền thống và phi truyền thống, mà còn cần tìm kiếm cân bằng chiến lược trong quân sự ngoại giao và liên minh quốc tế để giảm nhẹ áp lực quân sự tiềm tàng của Mỹ. Thứ ba là đừng tâm từ thủ nhuyễn, tức là lòng dạ từ bi và tay mềm yếu trong hành động quân sự của nga có một điều lộ ra là do dự trần trừ hoặc là trong buổi đầu xung đột không thể hành động nhanh chóng quyết đoán dẫn tới đánh mất cơ hội chiến lược và xung đột kéo dài tình huống này trực tiếp phản ánh rằng sự phán đoán sai lầm trong quyết sách đã ảnh hưởng hành động quân sự ngoài ra còn là sự dự đoán quá lạc quan về phản ứng của xã hội quốc tế tâm thế đó không chỉ làm tăng chi phí hành động quân sự mà có thể còn dẫn tới hình tượng quốc tế và địa vị chiến lược bị tổn thất đối với trung quốc bài học này nhấn mạnh rằng khi đối mặt thách thức với an ninh quốc gia cần quyết đoán và kiên quyết xét đến cùng khi trung quốc duy trì chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ bảo vệ lợi ích hải ngoại và ứng phó các thách thức quốc tế cần thể hiện quyết tâm kiên định và hành động quả cảm đồng thời cũng cần đánh giá chính xác phản ứng xã hội quốc tế cùng với bản thân hành động có thể dẫn tới những phản ứng dây chuyển nào bảo đảm đồng thời với duy trì lợi ích quốc gia thì có thể khống chế và quản lý nguy cơ hữu hiệu tránh những xung đột quốc tế không cần thiết. Tổng hợp những bài học này, đối với Trung Quốc, điều quan trọng là tìm kiếm định vị bản thân trong hoàn cảnh toàn cầu và khu vực, hình thành một chiến lược quân sự và an ninh vừa kiên định vừa linh hoạt. Điều này có nghĩa là trong khi tăng cường năng lực quân sự truyền thống, thì cũng phải tăng cường đầu tư cho không gian mạng, chiến tranh thông tin, trí tuệ nhân tạo, để bảo đảm trong sự biến hóa của chiến tranh tương lai vẫn giữ được ưu thế đồng thời còn cần cải cách quân sự thêm một bước nữa về cơ chế quyết sách và chỉ huy quân sự tăng cường năng lực đáp ứng khẩn cấp thời chiến và độ chính xác trong hành động quân sự đồng thời cũng tăng cường hợp tác quốc tế và minh bạch quân sự thông qua xây dựng trao đổi thông tin quân sự để giảm thiểu nguy cơ phán đoán sai trong pháp luật quốc tế và cơ chế đa phương tích cực tham gia các công việc an ninh khu vực và toàn cầu chứng tỏ hình tượng phụ trách của nước lớn chú ý tăng cường thực lực quân sự không chỉ dựa vào nghiên cứu và bố trí vũ khí tiên tiến mà điều quan trọng cần có sự hỗ trợ của tiềm lực tổng hợp mạnh của quốc gia điều này bao gồm kinh tế phát triển ổn định liên tục đổi mới sáng tạo khoa học kỹ thuật hệ thống công nghiệp hiệu quả cao và mạng lưới hợp tác quốc tế rộng lớn bởi thế xây dựng quốc phòng và hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc cần quy hoạch đồng bộ với chiến lược phát triển kinh tế xã hội đảm bảo kiên thiết quân sự và phát triển quốc gia có sự hỗ trợ lành mạnh cho nhau từ bài học kinh nghiệm của quân đội Nga, Trung Quốc có thể rút ra điểm quan trọng là xung đột quân sự trong tương lai sẽ có tính chất toàn khu vực, yêu cầu kỹ thuật cao và nhiều chiều. Không chỉ cần bảo đảm ưu thế trên lực lượng quân sự truyền thống, mà còn cần phát triển các lĩnh vực mới nổi để ứng phó các thách thức an ninh phức tạp và biến đổi nhanh. Ngoài ra, trong quá trình duy trì an ninh và lợi ích quốc gia, còn cần thể hiện sự quyết đoán và tính linh hoạt, quản lý hữu hiệu quan hệ quốc tế, tránh thăng cấp xung đột. Thông qua quy hoạch chiến lược toàn diện an ninh và quân sự, Trung Quốc sẽ có thể bảo vệ lợi ích quốc gia và đóng góp vào việc duy trì hòa bình và ổn định thế giới. Quý vị thân mến, trong bài viết này có một điểm mới đáng chú ý là người ta bắt đầu nói về sự hài hòa giữa phát triển quân sự với kinh tế xã hội. Quan điểm này khác biệt hẳn so với tư tưởng mạnh tay đạo chi cho quân sự trong mấy năm trước đây trên dư luận mạng của Trung Quốc. Điều này có lẽ không phải chỉ là do nhìn thấy kinh nghiệm từ chiến tranh Ukraine mà còn vì thực tế nền kinh tế trong hai năm qua đã bắt đầu không còn giữ được đà tăng trưởng nhanh như trước. Khủng hoảng bất động sản, thất nghiệp ở giới trẻ, rồi làn sóng doanh nghiệp rời Trung Quốc sang nước khác là những vấn đề kinh tế nổi cộng ở Trung Quốc mấy năm qua. Những điều đó có lẽ đã tác động vào suy nghĩ của người Trung Quốc, làm thay đổi suy nghĩ trước đây của họ rằng bữa tiệc tăng trưởng sẽ không bao giờ kết thúc. Bởi vậy, họ đã bắt đầu nói đến việc phải cân bằng giữa phát triển quân sự và phát triển kinh tế xã hội. Chương trình hôm nay xin dừng tại đây xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại